Thưa quý vị, một câu chuyện đang nóng trên cộng đồng mạng một ngày qua và giờ là trên các mặt báo là đến từ một đoạn video của camera an ninh. Đó là cảnh một đoạn video clip ghi lại cảnh một thanh niên đánh giả mang một nữ sinh sau khi va chạm giao thông. Và không ai ngờ, một thanh niên sức dài vai rộng lại hùng hổ đạp vào mặt và đánh vào đầu một nữ sinh nhỏ bé sau khi chính hắn ta đã gây ra một vụ tai nạn giao thông giữa ba phương tiện. Dạ vâng ạ, và không cần nói cũng biết là đoạn clip ngay lập tức gây phẫn nộ cho đông đảo người dân cả nước vì nó vượt quá sự tưởng tượng của mọi người về phản ứng của một người bình thường trong một vụ va chạm giao thông. Vào chiều ngày 7 tháng 12, trên đường Bùi Ngọc Thu, đoạn qua phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy và một xe đạp điện. Toàn bộ sự việc đã được camera quan sát của người dân ghi lại. Lê Tấn Thành điều khiển xe máy đi trên đường Bùi Ngọc Thu, chở theo sau là một người phụ nữ. Bất ngờ, Thành quay xe để đi ngược lại, khiến hai nữ sinh đi cùng chiều va chạm vào đuôi xe của Thành, ngã xuống đường. Một phụ nữ khác đi xe máy cùng chiều không kịp xử lý, tiếp tục tông vào hai chiếc xe bị nạn rồi cùng bị té ngã ra đường. Điều đáng nói, khi hai em nữ sinh và người phụ nữ đi xe máy bị ngã, Thành không những không hỏi thăm mà ngay lập tức lao vào đạp nhiều lần vào hai em nữ sinh. Mặc dù được một bảo vệ và những người có mặt ở hiện trường can ngăn, nhưng Thành đã không dừng lại mà còn rút hung khí, nghi là cây côn có sẵn trong người ra đe dọa đánh người. Sau đó Thành lên xe bỏ đi. Người dân xung quanh đã dìu người phụ nữ bị thương và hai em nữ sinh vào bên lề đường. Vâng, thưa quý vị, con người tại sao lại có thể đối xử với nhau như vậy trong hoàn cảnh ấy? Đó là một câu hỏi mà khá nhiều người đặt ra, vừa phẫn nộ và vừa cay đắng, chua xót khi chứng kiến một kẻ hung bạo cậy sức mạnh để hiếp đáp người yếu đuối hơn mình. Đó là một hành vi đê tiện. Rất đông người dân đã phản ứng mạnh mẽ với hành vi độc ác của đối tượng Lê Tấn Thành. Họ đã tìm đến tận nhà của thanh niên này để nói chuyện phải quấy và áp tải kẻ côn đồ lên công an phường. Tối 8 tháng 12, Công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự Lê Tấn Thành, 29 tuổi, ngụ tại Bình Dương, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích sau va chạm giao thông. Theo cơ quan công an, việc thực hiện quá trình tố tụng ban đầu đối với Lê Tấn Thành căn cứ vào lời khai ban đầu, video clip ghi lại hành vi của đối tượng. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận. Em có đi xe tơ ngay chỗ gần công an 88, 4 giờ mấy, có bị va chạm giao thông với lại bé đi xe điện á. Được đó là em sang một bên xe gần đầu, cho nên em có quýnh bé hai cái lại bước mà sát ra là tái vì sao mà tức giận muốn bé chứ ạ? Vậy tại nó đụng vô cái xe của em với lại em xỉn này. Đây là một vụ việc gây phẫn nộ và bức xúc trong dư luận bởi sự mất nhân tính của kẻ côn đồ đã vượt quá sức chịu đựng của mọi người. Và rất may là công an đã vào cuộc khẩn trương và đưa ra quyết định phù hợp với các quy định của luật pháp và đầy tính răn đe với những kẻ mất nhân tính. Đây sẽ là bài học đắt giá cho những kẻ như Lê Tấn Thành, những kẻ mà chỉ cần một chút va chạm nhỏ thì sẽ ngay lập tức dở thói côn đồ để bắt nạt kẻ yếu thế. Vâng thưa quý vị, xã hội văn minh không thể nào chấp nhận những hành vi vô nhân tính như vậy. Gia đình nữ sinh kia hoàn toàn có thể có quyền khởi kiện Lê Tấn Thành vì đã đánh đập dã man con em của họ và sau khi gây ra tai nạn giao thông với nữ sinh. Cộng đồng cũng đã lên án mạnh mẽ để tẩy chay một kẻ côn đồ như thế này, không chấp nhận đó là một người đàn ông bởi những hành vi độc ác của hắn ta với phụ nữ, trẻ em. Và theo cá nhân tôi nghĩ rằng là chúng ta đã bước ra khỏi thời kỳ tiền sử từ rất lâu rồi. Và không ai có thể đối xử với đồng loại mình một cách mông muội và dã man đến như vậy.